Cái xe này có cái mui. Có cái mui để che. Anh mua cái gì mà đầy ra sau xe này? Dạ không, có mấy cái thùng xe em để đi chợ. Cái thùng trống. Đi mua nước, đi chợ thì có đồ đựng. Còn nón không chịu gì hết. Gắn mua chưa bác? Anh gắn mua chưa được rồi hả? Chiều nay về anh nghe cái bài diễn văn của ông Obama hay lắm anh ạ. Nghe không thế ạ? Diễn văn vấn đề gì? Ông ấy gọi là 50 năm marching. Kể cho bà coi nè. Tôi có đọc báo thì nó nói rằng là ông Obama, ông ấy không có muốn là Mỹ nhúng tay vào nội bộ của người Syria. Cái này hình như đấy. Cái này quá anh. Không, cái này nó nhỏ, cái này. Ông ấy lấy lý do rằng là Syria đó, ông tổng thống Syria đã dùng là vũ khí hóa học để đánh dân chết. Anh làm gì mà anh khoanh tay ngoan quá vậy con? Hai ngày ông tấn công bằng Tomahawk. Yeah. Em ơi. Em tu ti khó nản lắm. Đúng. Nhưng mà kỳ này ông Obama uống nha, đây nước em uống nha. Một cú đấy là cái vụ mà nó giữ cái thằng gì nó không chịu trả đó, nó không nói. Thằng Snowden đấy. Ông ấy coi như gần như là đoạn giao với nó đấy, ông hứa là ông đi qua thăm chúng nó này kia. Ông không đi, mà tao cũng đi mày. Ông này cũng căng lắm phải giỡn đó. Chứ bảo là Mỹ đen này là bọn Muslim cái gì. Đẹp quá nhỉ, cái xe đẹp quá. Bác dân đang gắn cái xe cho y tần đó, cho y tần đi đó. Cái này là nó có thắng rồi này, kia cũng thắng. Cho anh ngồi vào đây là có cái mui. Rồi. Đấy. Trời ơi. Trời ơi. Đây. Xích bèo. Con xe kia rồi nhé. Tàu chiến ở bên Mỹ nó có hết bên đó rồi. Tàu chiến có hết rồi, chỉ chờ ông yes một cái là tụi nó xịt nó điện vô. Tức tràn nhập liền rồi. Tất nhiên là bao nhiêu cái quân sự của Syria là tan thành luôn. Tan thành luôn rồi. Nó đánh cho một ngày là xong rồi. Mà cái này nó đánh cũng một ngày, anh coi chờ nó đánh một ngày là xong rồi. Nó nghe bác chuyện mà khi bác dân nói nó nhìn bác dân, mà khi anh nói nó nhìn anh đó. Thế rồi cái anh thằng tàu bây giờ cũng thằng Việt Cộng cũng không nghe này kia đó, giờ chắc là Mỹ nó cũng bao vây bên đó đấy anh ạ. Bây giờ nó, anh thấy cái vấn đề mà nó đang ấy là có cái chiến dịch là bài đồ ăn với y tàn, bà Trương em. Tu ti, bà Trương em đâu, bà Trương em ạ. Bây giờ anh chị ăn ở đây có ăn có một món thôi là huy ký anh ăn được thôi. Huy ký, vâng, huy ký đó. Nhưng mà tụi Đài Loan nó cũng làm. Uống đi, em uống đi. Cho em sang đây nha. Cái tem của cái... Uống đi, ông nội đẩy theo. Trời, cái trò đó. No. Nhưng mà ở Việt Nam bây giờ cũng thấy cái tình hình cũng biến chuyển, cũng hơi có vẻ hơi găng đấy. Không biết sổ coi là em chơi kiểu này nè. Cái kiểu gì không biết nữa, để cho sang đây nha. Anh có nghe đấy, tôi với lại nhà tôi hát cái bản nhạc cái gì. Anh còn đợi em hả? Không anh còn đợi là con